Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến một số xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội lâm vào cảnh ngập úng nặng như xã Cần Kiệm, Lại Thượng, Kim Quan. Mức nước lên cao khiến nhiều diện tích hoa màu, lúa của người dân bị chìm trong biển nước. Lúa đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ, ngập sâu trong nước. Thống kê sơ bộ, diện tích bị ngập úng vào khoảng 160 ha. Nếu không được gặt kịp thời, hạt lúa lên mầm sẽ có nguy cơ mất trắng. Mặt khác, những bông lúa chín chĩu hạt dập dềnh trên mặt nước không thể dùng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch. Trước tình hình đó, lực lượng công an tại địa phương đã chạy đua với thời gian, chung tay cùng bà con cứu lúa bằng phương pháp gặt lúa thủ công. Không ít những chiến sĩ chưa từng có kinh nghiệm gặt lúa, nhưng vì bà con nhân dân, họ sẵn sàng vừa làm, vừa học, ngâm mình trong nước, chỉ mong thu hoạch thật nhanh những ruộng lúa bị ngập úng. Mới đầu thì các đồng chí xuống thì cũng có một vài đồng chí cũng chưa gặt lúa bao giờ. Thế nhưng mà khi mà xuống nhìn thấy lúa bị ngập thì các đồng chí cũng đã cố gắng hết sức, mỗi người một công việc, một tay một chân. Đồng chí nào biết làm những cái việc gì thì sẽ chủ động làm những cái việc đó. Thế còn các đồng chí còn lại mà chưa thạo lắm thì cũng sẽ hỗ trợ vào cái việc thu hoạch lúa cho nhân dân. Mong muốn của chúng tôi, tập thể công an xã chính quy kể từ khi triển khai xuống xã, chúng tôi đều mong muốn đó là ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự tốt trên địa bàn xã, chúng tôi đều muốn gần dân và giúp công dân thu hoạch những cái vụ lúa mùa chẳng hạn giống như ngày hôm nay do thiên tai mấy ngày gây ra trên địa bàn huyện Thạch Thất nói chung và trên địa bàn xã Lại Thượng nói riêng. Vất vả nhưng họ luôn tích cực làm việc với tinh thần khẩn trương. Nhiều diện tích lúa mùa đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Thất thu hoạch xong và đóng bao gọn gàng chuyển về tận nhà cho các hộ gia đình. Mình thì cũng đã tham gia gặt lúa một vài lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tham gia gặt dưới cánh đồng mà ngập sâu như thế này. Và chị em thì với cái trang bị thì cũng chưa được đầy đủ. Thế nhưng mà khi mà xuống ruộng lúa thì ngập đến tận ở trên ngực thì cảm giác cũng rất là lo lắng bởi vì xung quanh là rất là nhiều đỉa. Thế nhưng mà cái cảm giác ban đầu thì sợ hãi đã cũng qua đi nhanh chóng và chị em đã hăng hái, nhiệt tình để cùng với lại đoàn thanh niên là hoàn thành cái công việc của mình. Trong những ngày tới, dự kiến mức nước vẫn tiếp tục dâng cao, người dân càng thêm vất vả. Lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ.